Chào các bạn, cách đây một vài tháng thì Lenovo đã giới thiệu ra thị trường chiếc S60 2 SIM và di động thông minh đã từng có cơ hội đánh giá chi tiết trên tay sản phẩm này. Tuy nhiên đó là một phiên bản thử nghiệm mà thôi. Và hôm nay thì mình đã có cơ hội được trên tay sản phẩm S60 với phiên bản chính hãng được phân phối tại thị trường Việt Nam. Và trong cái mức giá khoảng từ 3 đến 4 triệu thì Lenovo S60 là một thiết bị rất là đáng sở hữu bởi nó khá là toàn diện về mặt cấu hình, hiển thị cũng như camera. Thì hôm nay thì mình sẽ có bài mở hộp và đánh giá nhanh về cái phiên bản chính hãng này gửi đến các bạn. Ở đây thì các bạn có thể thấy thì với chiếc Lenovo S60 chính hãng thì khi các bạn mua chúng ta sẽ được tự tay bóc siêu và sẽ được bảo hành 12 tháng chính hãng. Ở phía mặt sau thì các bạn sẽ thấy một vài thông số nổi bật mà Lenovo đã nhấn mạnh ở đây, như là nó sử dụng màn hình HD này, con chip Qualcomm hay là camera chính lên tới 13 megapixel và camera phụ 5 megapixel. Đây và trên tay mình chính là chiếc Lenovo S60. Tuy nhiên thì cái phiên bản hiện tại này nó sẽ có màu trắng. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng. Và các bạn có thể thấy thì sách hướng dẫn sử dụng ở đây thì Lenovo họ làm cái hộp họ bố trí khá là khoa học. Khi mà sách họ sẽ để trong cái bao màu đỏ này, rất là gọn gàng. Và đây vì đây là một phiên bản chính hãng nên những cái sách hướng dẫn sử dụng này có hỗ trợ tiếng Việt để cho chúng ta dễ dàng sử dụng hơn. Ngoài ra thì mình cũng sẽ có một cái que chọc SIM đi kèm. Tiếp theo thì phụ kiện nữa mà Lenovo trang bị cho S60 chính là một chiếc ốp lưng. Đây là một chiếc ốp lưng trong giúp máy sử dụng sẽ đỡ tránh bị xước sát hơn. Mình sẽ có một miếng dán màn hình. Như vậy thì về cái khoản phụ kiện kèm theo thì S60 được ưu ái khá là nhiều với rất nhiều phụ kiện đi kèm. Một chiếc tai nghe, đây là một tai nghe dạng dẹt và thiết kế chống rối. Một chiếc cáp kết nối micro USB. Và cuối cùng mình sẽ có một củ sạc. Và củ sạc này thì dòng ra của nó là 5V và 1A. Trở lại với chiếc S60 trên tay mình thì sản phẩm này về thiết kế nó sẽ không có gì đặc biệt. Tuy nhiên điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là việc nó có một thiết kế khá là giống với dòng sản phẩm iPhone 6 như 6 Plus. Thì chiếc S60 được kế thừa từ thiết kế của dòng sản phẩm S90 của Lenovo. Tuy nhiên thì thay vì được trang bị một lớp vỏ kim loại thì nó chỉ được trang bị vỏ nhựa mà thôi. Cũng dễ hiểu khi mà S60 chỉ có mức giá là chưa đến 4 triệu đồng. Tuy nhiên thì Lenovo vẫn làm S60 với thiết kế nguyên khối và vì vậy khi các bạn cầm trên tay thì cũng rất là chắc chắn và không hề có cảm giác ọp chút nào cả. Ở phần phía khung viền các bạn có thể thấy đây là chính là cái điểm giống iPhone 6, 6 Plus nhiều nhất. Chúng ta sẽ có cái phần viền được bo tròn khá là mềm mại. Vì vậy mặc dù có kích thước màn hình lên tới 5 inch, tuy nhiên khi cầm S60 trên tay thì vẫn rất là dễ dàng và không hề có cảm giác cấn tay khi dùng lâu. Ở phía cạnh dưới thì chúng ta sẽ có một cổng kết nối micro USB và giải loa ngoài. Ở đây thì giải loa này thì Lenovo cũng làm khá là chi tiết khi mà đục những cái lỗ nhỏ li ti và không hề có chi tiết thừa nào ở đây cả. Ở phía trên thì mình sẽ có một cổng kết nối tai nghe 3.5mm và một mic phụ chống ồn. Ở mặt sau thì sẽ là một camera chính 13 megapixel, một đèn flash trợ sáng. Di động thông minh đã có một video đánh giá về chiếc Lenovo S60, tuy nhiên đó là phiên bản màu xám và nó sẽ không để lại dấu vân tay và mồ hôi. Còn với cái bản màu trắng này thì các bạn sẽ thấy là nhựa bóng, vì vậy mà nó sẽ cực kỳ là bám bẩn. Tuy nhiên thì Lenovo đã trang bị cho nó một chiếc ốp lưng, vì vậy các bạn cũng không cần phải quá lo ngại về vấn đề này. Ở mặt trước mình sẽ có một cái màn hình là 5 inch và cái màn hình này thì nó sẽ khá là lớn. Ở đây ba phím đổi hướng đã được đưa hẳn ra khỏi ngoài màn hình. Tuy nhiên cái điểm yếu của nó chính là việc nó sẽ không được trang bị cái đèn thông báo, vì vậy khi các bạn sử dụng dưới điều kiện trời tối thì chúng ta buộc phải nhớ vị trí của các phím này nếu không muốn bị ấn nhầm. Ở phía cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cái khe cắm SIM. Thì với cái khe cắm phía bên trên các bạn sẽ có thể thay thế micro SIM và nano SIM. Còn ở phía dưới sẽ là cổng kết nối thẻ nhớ. Hiện tại thì S60 được trang bị bộ nhớ trong là 8GB, nhưng các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp thẻ nhớ qua khe cắm này. Như vậy thì về tổng quan thiết kế thì S60 mặc dù là một thiết bị giá rẻ, tuy nhiên thì nó vẫn cho cảm giác cầm khá là chắc chắn và không hề có cảm giác rẻ tiền. Trong tầm giá từ 3 đến 4 triệu này thì S60 là một trong sản phẩm khá là toàn diện về mặt phần cứng. Đầu tiên thì màn hình thì các bạn có thể thấy là sản phẩm này được trang bị màn hình tới 5 inch, độ phân giải HD cùng tấm nền IPS. Thì khi mình trải nghiệm thì có thể thấy là nó cho độ sáng cũng như góc nhìn rất là tốt. Bên cạnh đó thì cái màu đen hiển thị cũng rất là sâu. Và khi các bạn giải trí xem phim thì phải nói là cho một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Mình đánh giá nó sẽ vượt trội hơn hẳn so với những sản phẩm khác trong cùng tầm giá. Về cấu hình thì đây cũng là điểm khá là mạnh được trang bị trên S60. Thông thường những sản phẩm khác thì trong phân khúc này được trang bị con chip MediaTek. Nhưng với S60 thì Lenovo đã trang bị cho nó con chip Qualcomm. Cụ thể con chip ở đây chính là S410, 4x1.3GHz. Nhưng cái điểm đáng nói nhất chính là việc nó được trang bị bộ nhớ RAM lên tới 2GB. Và trong cái tầm giá từ 3 đến 4 triệu này thì chúng ta chỉ có thể tìm điều duy nhất của sản phẩm, đó là LG Optimus G. Tuy nhiên thì LG Optimus G thì ra mắt được khá là lâu rồi. Còn với những sản phẩm chính hãng mới hiện tại thì không có cái thiết bị nào được trang bị từ RAM 2GB cả.
Như vậy thì với RAM MyGig thì Lenovo S60 sẽ vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại trong phân khúc này. Và điểm AnTuTu mình đo được nó sẽ rơi vào từ khoảng 20 đến 22.000 điểm. Có một điểm đáng lưu ý nữa chính là con chip S410 này được chạy trên nền tảng 64 bit. Vì vậy nếu như có phiên bản nâng cấp lên ARM.0 thì S60 sẽ tương thích rất là tuyệt vời những ứng dụng trên kho Zplay hiện nay. Và hiện tại thì máy đang được chạy sẵn Android 4.4.4 KitKat. Với RAM MyGig thì giúp cho S60 có thể chạy mượt mà mọi tác vụ và đặc biệt là có thể chơi được nhiều game nặng cũng như là những game đồ họa khủng hơn. Ở đây thì mình đã tải khá là nhiều game và có thể thấy là máy chạy vô cùng là mượt mà. Không chỉ có một màn hình đẹp và một cấu hình khủng, bắt kịp xu thế selfie hiện nay thì Lenovo S60 cũng được trang bị bộ đôi camera cũng khá là chất lượng, với camera sau là 13 megapixel và camera trước là 5 megapixel. Thì với bộ đôi camera với số chấm lớn thì các bạn chụp ảnh nó sẽ có những cái bức ảnh cực kỳ là chi tiết. Với camera sau thì chỉ có một nhược điểm, đó là khi các bạn chụp thì nó bắt nét hơi chậm. Vì vậy các bạn nhớ là chúng ta sẽ giữ tay cho chắc trước khi chụp một bức hình. Còn với camera trước thì có rất là nhiều chế độ, đặc biệt là chế độ làm đẹp cũng như là làm mịn da ở trên sản phẩm này. Ngoài ra thì S60 cũng hỗ trợ khá là nhiều chế độ chụp mà chúng ta không cần phải chạm vào màn hình, đó là chụp với cử chỉ như là giơ hai ngón tay này, hay chụp bằng nhận diện ánh mắt, hay là chụp ra lệnh bằng giọng nói. Thì tất cả tính năng này mình giá khá là cao. Và cuối cùng thì S60 được trang bị viên pin là 2150 mAh. Thì với pin này thì nó sẽ đáp ứng cho các bạn trong một ngày làm việc khá là thoải mái. Và hiện tại Lenovo S60 đang được bán ở dưỡng thông minh với mức giá là 3.890.000, một sản phẩm chính hãng hỗ trợ tới 2 SIM với một cấu hình khá là toàn diện, màn hình đẹp, cấu hình cao cũng như là camera chất lượng. Và khi các bạn mua sản phẩm này cũng nhận được rất nhiều khuyến mại như là sẽ được tặng kèm SIM bao G cũng như là ốp lưng hay là giá màn hình. Và nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên like Facebook cũng như subscribe channel dưỡng thông minh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.